Ngày 8 tháng 10, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng người tiêu dùng Nguyễn Đình Tương 45 tuổi, trú xã Nghĩa Bình, để khảo sát về hành vi giết anh Hoàng Minh Huyện 47 tuổi, trú cùng xã, vào chiều 6 tháng 10 trên địa phận khối Tân Mai thị trấn Nghĩa Đàn. Tại cơ quan công an, bước đầu Tương khai nhận do ngờ vực vợ mình có quan hệ bất chính với anh Huyện nên đã ghen tuông và ra tay gây án. Cụ thể, từ thời điểm năm 2014, chị Huyện vợ của Tương đi làm việc thuê thời vụ cuốc cỏ trong những lô cam, ổ cho mái ấm gia đình anh Hoàng Minh Huyện. Đầu năm 2017, Tương phát hiện vợ và anh Huyện có quan hệ bất chính nên đã can ngăn. Tuy nhiên anh Tương vẫn phát hiện hai người có quan hệ với nhau. Đối tượng Tương tại cơ quan công an. Một vài ngày sau đó, Tương và vợ ly thân. Sau khi ly thân, vợ của Tương trở về nhà mẹ đẻ ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa, ở. Khoảng thời hạn này, Tương vẫn nghe nhiều người nói vợ mình thường xuyên có quan hệ với anh Huyện nên khen tung và nảy sinh ý định đánh anh Huyện để trả thù. Cuối tháng 9 năm 2019, Tương đi mua một chiếc búa bằng sắt dài khoảng 40cm với ý định sẽ tìm đánh anh Huyện để trả thù hận tình cảm. Trưa 6 tháng 10, Tương đi xe máy đi từ nhà tìm hiểu thị trấn Nghĩa Đàn. Khi đi đến gần nhà anh Huyện, Tương đứng gần đó quan sát. Khi thấy anh Huyện đi xe đạp điện ra khỏi nhà, Tương đã bám theo sau. Vừa đi được một đoạn, Tương bám theo sau rồi bất thần dùng búa đánh mạnh vào đầu khiến cho anh Huyện ngã xuống đường. Tương tiếp nối dừng xe máy rồi đi đến gần vị trí anh Huyện nằm rồi thường xuyên cầm búa đánh thường xuyên vào dùng đầu khiến cho anh Huyện nằm bất động. Sau khi gây án, Tương chạy xe máy đến nhà chị gái gần đó vứt búa lại rồi chạy xe máy bỏ trốn, một cán bộ công an nói. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Phát hiện anh Huyện bị đánh gục giữa đường, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong từ trước. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã xuất hiện tại hiện trường khám nghiệm tử thi, khảo sát nắm rõ vụ việc đồng thời truy bắt hung thủ gây án. Đến sáng 7 tháng 10, biết không thể trốn thoát nên Tương đang đi vào cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Bình cho biết, nạn nhân Hoàng Minh Huyện là ông chồng của Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình. Ở địa phương, nạn nhân Huyện hiền lành, sống hòa đồng với tất cả người. Riêng nghi phạm Thương được đánh giá là người không được bình thường, có tính ác. Thương đã có hai đời vợ nhưng đều đã chia tay cả hai vợ. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan tính năng xác định nạn nhân Huyện bị đánh 5 phát vào đầu bằng búa dẫn đến tử vong. Nguyên nhân thủ đầu được xác định do ghen tuông nên hung thủ đã ra tay sát hại. Hiện cơ quan công an đang thường xuyên khảo sát nắm rõ nguyên nhân vụ việc.